Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác hậu cần và đầu tư xây dựng cơ bản tại Học viện Lục quân. Thời gian qua, công tác hậu cần của Học viện Lục quân được triển khai toàn diện, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, duy trì hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản của học viện đã đi vào nề nếp, thống nhất trong toàn nhà trường, thực hiện nghiêm quy chế lãnh đạo về công tác xây dựng cơ bản, triển khai xây dựng công khai, dân chủ, minh bạch. Bên cạnh đó, các dự án đều được triển khai theo đúng trình tự thủ tục, bảo đảm chất lượng tiến độ theo đúng quy định được phê duyệt. Chủ đầu tư đã chỉ đạo chặt chẽ việc quản lý, giám sát thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong xây dựng cơ bản. Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu Học viện Lục quân quan tâm, coi trọng việc phát huy nội lực, khai thác hiệu quả các nguồn lực. Cán bộ nhân viên ngành hậu cần kỹ thuật nỗ lực phấn đấu triển khai xây dựng, thực hiện kế hoạch bảo đảm hậu cần kỹ thuật toàn diện, hiệu quả. Trong đó, tập trung thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm ăn uống, điều kiện học tập, nghiên cứu khoa học tại nhà trường. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Học viện Lục quân cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn chỉnh, tổ chức thực hiện các nội dung của đề án xây dựng Học viện Lục quân thông minh, hiện đại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra hậu kiểm, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, Bộ Quốc phòng. Nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Số nổi các hoạt động Ngày hội văn hóa thể thao dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 7 năm 2024.